Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và thực sự thì mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Để đến bây giờ kênh của mình đã được hơn 1.000 sub rồi. Thực sự là nó cũng không là lớn gì cả nhưng mà mình rất biết ơn các bạn đã ủng hộ mình, đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Và để nhân cái dịp này thì mình có mua 5 chai nước hoa Midsummer Firefly để đây, để làm cái quà cho các bạn, cho những bạn may mắn. Cụ thể là sao thì mình sẽ đăng ở video sau và đăng lên Facebook cho các bạn nhá. Tại vì mình thấy cái phần quà này thì mặc dù là nó rất là rẻ nhưng mà cái việc tìm mua nó thì có nhiều bạn rất là khó khăn trong việc tìm mua, nên là mình đã quyết định mua 5 chai để làm event cho các bạn. Quay trở lại với cái video ngày hôm nay thì đây sẽ là cái video thứ hai trong chuyên mục nước hoa cologne. Thì trước khi mình ra cái chuyên mục nước hoa cologne này thì mình không nghĩ rằng các bạn ủng hộ mình nhiều đến như vậy, nhưng mà sau khi ra mắt thì mình nhận được rất là nhiều lời ủng hộ, rất nhiều lời đề nghị là mình tiếp tục làm tiếp. Chính vì thế nên là mình sẽ làm tiếp tục chuyên mục này. Và chai nước hoa mà mình muốn giới thiệu đến ngày hôm nay là chai nước hoa cologne của chai nước hoa Chris Aventus. Nhắc tới nhà nước hoa Chris thì chúng ta không thể nào không nhắc tới Aventus rồi. Aventus đó là thương hiệu, đó là bộ mặt của nhà Chris luôn. Và nó cũng là một chai nước hoa được thế giới bình chọn làm chai nước hoa tốt nhất trong nam giới trong rất nhiều năm qua. Thì chai nước hoa này mình đã có hẳn cái video từ những ngày đầu mình mới làm, mặc dù là nó hơi xấu một chút nhưng mà thông tin nó khá là đầy đủ. Nó có cả đánh giá của những người, những cái cảm nhận của những bạn nữ luôn, nên là các bạn có thể xem video qua cái link ở dưới. Chai nước hoa mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay và cũng là chai nước hoa cologne của Chris Aventus, đó chính là chai nước hoa Supremacy Silver của nhà Arden. Đây các bạn nhìn đấy. Đó, đây các bạn chúng ta cùng nhau xem cái thiết kế của nó nha. Nó có thiết kế chất rất là đẹp. Nhìn bên ngoài như kiểu là tráng lớp bạc vậy, nhưng mà thực chất là mình nghĩ đây là thủy tinh, nó làm thế nào đó mà có thể nhìn được bên trong. Đây, và cái nắp của nó đây. Đó, trông rất là đẹp, rất là lạ mắt. Và chai nước hoa này thì đây là chai có dung tích 100 nhưng mà hãng sản xuất nó chỉ bơm 75ml thôi nha. Đây các bạn, nếu mà có mua về các bạn đừng thắc mắc là tại sao còn nó lại bị thiếu mất một đoạn khoảng từ này. Đó, không phải đâu nha, đây là cái logo của hãng này. Đó, rất là đẹp. Thì chai nước hoa này nó có mùi hương xịt ra giống hệt với những chai nước hoa Chris Aventus, đó là mùi hương dứa và khói quen thuộc. Nếu như bạn nào đã quá quen với mùi hương của Chris Aventus rồi thì các bạn xịt cái mùi hương này nha, các bạn khá là bất ngờ. Mình đã từng xịt hai chai nước hoa Chris Aventus và chai Supremacy Silver này ra hai tay, và mình thực sự rằng thấy nó giống nhau một cách dã man. Trước đây với mình thì mình nghĩ rằng chai nước hoa Club de Nuit Intense của nhà Amat nó là một cái phiên bản clone rất là tốt rồi và cũng rất là dễ tìm kiếm trên thị trường. Nhưng mà sau khi ngửi qua em nó thì thực sự là em nó xếp số 1 luôn. Nếu như bây giờ để mình gợi ý lại cho các bạn thì chắc chắn mình sẽ gợi ý em nó. Nếu như bạn nào thích những cái phiên bản fruity mà nó thiên về dứa hơn thì chắc chắn là Supremacy của Silver này của nhà Anat này thì chắc chắn bạn sẽ rất là thích nó. Còn nếu như bạn thích những cái phiên bản mà nó nhiều khói hơn này, nó bám tỏa nồng nàn hơn thì các bạn có thể lựa chọn cái Club de Nuit Intense. Đó là hai lựa chọn theo hai cái bát khác nhau của nhà Chris Aventus. Tại vì Aventus nó sẽ chia làm hai dạng, một cái là nhiều fruity, một cái là nhiều khói. Đó, bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt là cái độ bám tỏa của em này thì nó bám trên da mình khoảng tầm hơn 8 tiếng, khá là tốt. Và có một điều nữa mình muốn nói là cái mùi hương ban đầu các bạn đã thích thì chai nước hoa này gần như là không có độ biến chuyển. Các bạn nếu như bạn thích nó thì chắc chắn bạn sẽ rất là thích, còn nếu như bạn đã không thích nó thì các bạn sẽ không thích nó luôn. Đó, và cái giá tiền của em này thì em này nó có giá khoảng tầm là đây là chai này thì mình mượn thôi, mình nhớ là tester thì chắc khoảng tầm chưa đến 1 triệu. Còn nếu mà phiên bản full box của nó thì chắc nếu mà bạn mua ở Việt Nam thì nó hơn 1 triệu, nhưng mà nó hơi khó mua một chút. Cái điểm còn thiếu của Supremacy đối với mình đó là để các bạn có thể nhận biết được giữa Supremacy và Chris Aventus thì nếu như bạn nào là một người là fan của Chris và các bạn để ý thì trong những chai nước hoa của nhà Chris thì nốt long trên gương luôn luôn là đặc trưng của nhà Chris, thì ở chai nước hoa này các bạn sẽ không tìm thấy điều đó. Và nếu như bạn xịt Aventus quá quen rồi thì các bạn khi chuyển sang chai nước hoa này các bạn cảm thấy nó rất hụt hẫng, nó chưa tới tầm. Còn nếu như bạn là một người không thích cái nốt long tiên hương
thì chắc chắn là mình đảm bảo các bạn sẽ rất thích chai nước hoa này. Và có một cái điều nữa mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là đây không phải là một cái thương hiệu quá nổi tiếng, quá quen thuộc, và việc tìm kiếm mua nó thì bây giờ cũng khá là khó. Nên là các bạn, nhưng mà các bạn có thể search trên Google hay là search trên Facebook cái tên này thì chắc chỉ cũng có vài nơi bán. Và nếu như bạn nào cần thì mình cũng có thể giới thiệu đến các bạn nơi bán hàng, nơi bán chai nước hoa này nhá. Và đó là cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Supremacy Silver của nhà Avedon này. Nếu như bạn là người đã sử dụng qua Chris Aventus thì chắc chắn rằng bạn sẽ khá bất ngờ với mùi hương này. Còn nếu như là bạn là một người chưa sử dụng qua Aventus và các bạn muốn thử mùi hương đó thì các bạn hãy mua chai nước hoa này. Đó, mùi hương nó rất giống nhau. Nếu như bạn yêu thích chai nước hoa này thì bạn sẽ rất yêu thích mùi hương của Aventus. Nó chỉ là một cái bộ vest cùng giống hệt nhau nhưng mà cái giá tiền chất lượng nó khác nhau thôi. Đó. Và nếu như các bạn thấy video này hay và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.